Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Lại một lần nữa, Lý Nhã Kỳ tiếp tục làm say đắm lòng người khi cô vẫn luôn là trung tâm của bữa tiệc sinh nhật ngày thứ 3 của bố mẹ nuôi tỷ phú Ấn Độ. Với chủ đề Hawaii, nhưng gia đình tỷ phú và quan khách vẫn mong muốn Lý Nhã Kỳ tiếp tục mặc trang phục hột củ tủ truyền thống Ấn Độ vì mọi người cho rằng cô mặc trang phục của họ vô cùng quyền quý và vương giả. Lý Nhã Kỳ vẫn luôn được mọi người khen tặng là cô có đôi mắt biết nói, hút hồn khiến người đối diện không thể rời mắt và luôn bị say đắm trước ánh mắt ấy. Chiếc đầm hột củ tủ màu đỏ đậm được đo may riêng cho cô, NKT Ấn Độ đã khéo léo may những đường chỉ vàng tua rua, cộng với vàng lá lấp lánh đính trên vai cũng phải mất hơn 4 tháng mới có thể hoàn thành. Một trong những phụ kiện không thể thiếu của lãnh sự danh dự Romania đó là trang sức kim cương. Cô kết hợp khéo léo giữa vòng kim cương đeo trên tóc, đông hai, nhẫn và vòng tay được làm từ vàng hồng, ngọc trai đính kim cương, dù bị rất tinh xảo. Và đây cũng là bộ trang sức được đặt làm riêng cho cô, làm tăng thêm nét quyền quý cao sang vốn có của Lý Nhã Kỳ. Có thể thấy Lý Nhã Kỳ luôn được bố mẹ nuôi tỷ phú chăm sóc rất chu đáo, họ không bao giờ rời khỏi cô nữa bước và họ luôn đưa cô đi giới thiệu với nhiều bạn bè và chia sẻ niềm tự hào là cô đã trở thành con của họ, và đó như là một trong những niềm vui cho gia đình tỷ phú trong dịp sinh nhật năm nay. Trong tháng 11 này, gia đình bố mẹ nuôi tỷ phú của cô sẽ thu xếp qua dự buổi ra mắt công chiếu bộ phim mà cô làm nhà sản xuất cũng như kiêm diễn viên chính Bí Mật Thiên Đường. Cũng tại đây, nhiều đạo diễn cũng như nhà sản xuất phim của Bollywood đã ngỏ lời mời Lý Nhã Kỳ có thể trong thời gian tới hợp tác với cô tham gia một số dự án phim điện ảnh tại Bollywood và mời cô hoạt động nghệ thuật ở thị trường Ấn Độ. Nữ diễn viên chia sẻ mỗi một ngày, bố mẹ nuôi mời rất nhiều đầu bếp nổi tiếng trên thế giới về để thay đổi khẩu vị cho thực khách tham dự sinh nhật của mình. Ngoài những món mang đậm chất Ấn, Âu, Á gia đích thân gia đình tỷ phú còn yêu cầu đầu bếp người Singapore có 18 năm kinh nghiệm trong các khách sạn 5 sao ở châu Á nấu riêng món Việt cho Lý Nhã Kỳ cùng ekip, khiến tất cả mọi người trong ekip vô cùng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.